Nhìn vào trong xe cứ ngỡ Audi, Mercedes, nhưng thực chất lại là CRV. Nguyên bản theo xe là màn hình 8 inch và thường thì lắp lên là màn 9 inch, 10 inch hoặc to hơn là 12.3, 13 inch. Tuy nhiên với 9, 10 inch thì hơi bé, mà 13 inch thì lại quá to, lắp lên sẽ không được đẹp. Nhưng mà bây giờ màn hình 11.5 inch Techpass Limited liền khối, cứ phải gọi là khít kinh khí. Và quan trọng nhất ấy, tất cả đều cắm jack zin, không đấu chế, không mất bất kỳ một tính năng zin nào của xe. Phải lắp màn hình này thì xe nó mới sang. Mà mỗi lần bạn gái lên xe, ui, màn hình xe anh đẹp thế, mở phim Hai Con Heo cho em xem với. Bộ nhớ khủng nhất, RAM 12GB, ROM 512GB, chạy mượt, nhanh như mỗi lần cô người yêu nhắn: anh ơi, em đang ở nhà một mình. Nice. À, mà chạy nhanh ý thì cũng không có gì phải lo lắng đâu nha. Vì luôn hiển thị tốc độ ở đây này. Rồi có camera 360 tứ phía, quan sát, lái xe quá là dễ dàng, rồi lại ghi lại hành trình bốn hướng. Muốn mở gì ấy thì cũng chỉ cần ấn ra lệnh ở đây. Nói chung ấy là rất nhiều tiện ích hay ho và công nghệ mới nhất, thông minh nhất. Techpass TX24 Ultra 2K 11.5 inch Limited, màn hình đẳng cấp nhất hiện nay.